Good morning everyone. Có một cái cách để chúng ta chuyển danh từ hoặc là một động từ sang một danh từ khác mà chỉ người. Thì khi chúng ta chuyển một danh từ hay là một động từ sang một danh từ khác bằng cách chúng ta thêm các cái suffix, tức là các cái đuôi như là est, er, or, ant hoặc là ian, thì chúng ta biến cái danh từ hay là cái động từ này thành một cái danh từ chỉ người và cho biết rằng là cái người đó họ làm cái gì, tức là muốn nói đến cái nghề nghiệp của cái người đó. Các bạn nhìn vô các cái ví dụ viết sau. Thì đầu tiên đó, chúng ta có cái suffix là IST. Thì cái từ đầu tiên là anthropology, thì các bạn thêm cái đuôi này vô thì thành là anthropologist, tức là cái người mà chuyên nghiên cứu về các cái nhân loại học đó các bạn. Art, artist, thì người Mỹ sẽ gọi là artist. Biology, biologist. Science, scientist. Cái đuôi thứ hai là chúng ta thêm ER hoặc là OR. Thì ở đây là win, administrate và compete. Ở đây là động từ hết nha các bạn. Thì win chúng ta đổi thành là winner. Administrate thì chúng ta đọc là administrator. Compete thì thành là competitor. Và cách thứ ba đó là chúng ta sẽ thêm cái đuôi là ant. Thì ở đây chúng ta có bốn cái động từ ha các bạn. Contest, assist, consult, participate. Thì chúng ta sẽ đổi thành là contestant, assistant, consultant, participant. Thì cái cách cuối cùng đó là chúng ta thêm cái đuôi IAN. Các bạn nhìn vô các cái ví dụ. Thì ở đây đó, tất cả đều là danh từ hơn cho các bạn. Optics, electricity, library, music, politics. Thì chúng ta sẽ chuyển thành là optician, electrician, librarian, musician, politician. Thì đây là cái cách mà chúng ta muốn biến một cái danh từ hoặc một cái động từ bằng cách chúng ta thêm các cái đuôi IST, ER, OR, ANT hoặc là IAN để chúng ta biến những cái danh từ hay những cái động từ này thành một cái danh từ chỉ người để cho biết rằng là những cái người này họ làm cái gì hoặc là chúng ta nói đến cái nghề nghiệp của cái người đó. Và nếu như các bạn chưa xem cái video của mình về các cái loại từ trong tiếng Anh ha, và có những cái loại từ nào và những cái loại từ này họ đứng cái vị trí nào ở trong câu, mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Thanks for watching.